định mang súng đi đâu vậy? Đừng nói là anh đi giúp bọn Đa Nai nha. Em không cho anh đi đâu. Nói nhỏ tiếng thôi Đao. Em không muốn anh đi đâu. Thằng chủ kia định khai ra chúng ta. Chúng ta hãy nhanh chóng trốn ngay. Anh cũng biết là em đã rút tiền để chuẩn bị trốn theo anh rồi. Vàng bạc, kim cương mà lão gia cho em rất là nhiều. Em không muốn gặp rủi ro. Em không tin vào Đa Nai và Ả Ban Quách. Chúng ta đã đủ sống hạnh phúc lắm rồi anh à. Chúng ta hãy trốn đi. Đau à. Em nghĩ anh tin tưởng Đa Nai hay sao? Đó là lý do anh mới tự mình ra tay giải quyết mọi việc đi. Anh định giải quyết chuyện gì? Em không cần phải lo đâu. Tối nay hai chúng ta chắc chắn sẽ cùng đi trốn. Nhưng để anh đi giải quyết xong hết mọi chuyện trước đã. Rồi tối hôm nay anh sẽ quay về đón em. Anh hứa là sẽ không bỏ em nha. Em yêu anh lắm Thana. Anh xin hứa với em là anh sẽ không bỏ em. Em vào trong nghỉ ngơi đi. Bình tĩnh.